thị là gì? Cận thị là một tình trạng thường gặp mà nhìn gần thì rõ, nhìn xa thì mờ. Trẻ em ngày nay có tỷ lệ bị cận thị rất lớn và tốc độ tăng cận nhanh. Cứ 4 gia đình lại có một trẻ bị mắc bệnh cận thị. 75% trẻ được chẩn đoán mắc cận thị nằm trong độ tuổi từ 3 đến 12. Dấu hiệu và triệu chứng: nhìn xa bị mờ, nhức đầu, nheo mắt, mỏi mắt hoặc lác lé. Cận thị thường xuất hiện khi nhãn cầu phát triển dài hơn mức bình thường, làm cho khi nhìn vật thể, ánh sáng bị hội tụ không vào đúng võng mạc mà hội tụ phía trước võng mạc, nên các vật thể trông bị mờ đi. Cận thị là một vấn nạn toàn cầu. Hiện tại có khoảng 35% dân số trái đất mắc tật cận thị. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đến năm 2050, một nửa dân số trái đất sẽ mắc cận thị và gần 10% trong số đó mắc cận thị nặng. Yếu tố nguy cơ: cận thị với độ càng nặng thì nguy cơ mắc các bệnh về mắt càng tăng, có thể đi kèm nhiều biến chứng nguy hiểm bao gồm bong võng mạc, glaucom, đục thủy tinh thể. Kiểm soát tiến triển cận thị. Bạn cần làm gì để ngăn ngừa sự tiến triển của cận thị? Luôn nhớ đưa trẻ đi khám mắt định kỳ tại bác sĩ chuyên khoa mắt. Bắt đầu cho trẻ đi khám từ 6 tháng tuổi. Sau đó khi trẻ đủ 3 tuổi và đi khám lại khi trẻ đủ 5 hoặc 6 tuổi. Trẻ bị mắc các bệnh về cận thị cần được khám mắt định kỳ mỗi 12 tháng hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa mắt. Thường xuyên nhắc trẻ nghỉ ngơi khi làm những việc cần nhìn gần. Những việc nhìn gần thường khiến trẻ tập trung nhìn vào một chỗ trong thời gian dài như đọc sách, tô màu, xem màn hình điện thoại, máy tính bảng. Nên cho trẻ ra ngoài trời hoạt động tối thiểu trong 5 phút và hướng tầm mắt tới những vật thể ở xa. Nên khuyến khích trẻ ra ngoài vui chơi tối thiểu 2 giờ mỗi ngày để trẻ có một đôi mắt khỏe mạnh. Đây là điều rất quan trọng để hạn chế các bệnh liên quan đến cận thị. Việc cho trẻ ra ngoài chơi sau khi trẻ tập trung nhìn gần sẽ giúp bạn ngăn chặn và làm chậm quá trình cận thị ở trẻ. Nếu bác sĩ kê đơn thuốc nhỏ mắt và đơn kính để hạn chế tiến triển cận thị, hãy tuân thủ một cách đều đặn.